xôm chun rường màu lang chun chàng chim rệp xưa lô nè sáp chi tì mệt rẫy vừa một chút khné xa chi thắm mấy chi mùi nương cà ni dây đàm màu chia bần to từ tiệt ní khi nhóm bát nương lược vô cái rương rộp bọt bong pro mình nè chai chun prey mệt đang ngọc khné bàn sáp cẩm san cẩm áo khát bể dú anh chơi lúc nè tam đan sáp khăn nong pel ai lần đi tai mặt đòn suốt đấy nè đang ngọc khné ngày ní khi nhóm chọn chai ở rum lệ nơi rương mũi đại mình đăng thà việc bứt rư cọ ọt nụ tê khi nhóm sâu mình à à mùi rồi bị rồi lại rồi ai rương nắng khi nhóm mình bàn chụp tê đại sao vì cả làng tăng tay vì khi nhóm mình toàn miền vọt và miền lợp hẹn đầy mình lấy hai rương nắng khi nhóm bàn lưu một ông bì mật này khi nhóm đâm nào bạp bà nó anh tăng bì dù nạ một hỏi cả rối bị bay cho rộ bọt bột bột bà chìa chùn tù tớ ba nôm khá nê vơ tờ lọc tờ sọc cầm nạt vĩnh hai nhà thờ lạc đã trở bàn kê chùm liệt từ chừng ngày về còn nóm khá nê chắp đấy nơi tìm được tài mặt đòn nhi dây bì cửa xa mặt đài khi nhóm nóng có ba nóm khá nê tờ tăng tì lùm nơi nơi ai khát cầm bột hai còn mình sợ hiền ruột nơi chết phá lâu thông tái đại xa bụi quát nơi tài miền ở rộng khá lạc cứ khá lạc sẵn kìm cát lạc chị bàn to nâng anh đó là chăng bụi quát ba nóm khá nê tờ ruột nơi chừng ngay bì phá lâu thông đòi bà gọt một rộp bó thơ vừa xài chùm ca bọn màn chỉ nằm cài một tiết mà đáy đã bóc nhóm quát của bàn riêng ca chỉ mùi nâng bục hai mùi riêng thông cài một mãi có bó bó bóng bó chú bóng hai miền thằng ngày mùi bục nâng mất phẹo bó quát bí nét của bà nóm khá châu tự khăn ông bầy chương phân ông đang bầy cặp ọ bê tự đó cần lại xóm cú bụ quát có bạch lời khá cặp đó bê cặp rùi bái chỉ bắt mình khơi mật mà nẹ mình đang thả tư na từ này nụ tì hai tụ bây chỉ không sẽ hai không xoay như rộp dạng nà có đói có rộp mình khởi đại đó là chẳng phúc nâng mất quát có kịch thả bà hai là bây nâng chi bây đại mình nhạc thay ra xa hai kì bà canh đại một cặp chư thì đấng tiếp thua ở băng bắt mật mà nhạc nú bì một hợp đẹp vinh bố quát có nôm khí tự pháp sạch nhiệt nhạc đại bạc luôn rồi kế có nôm khí tự rộp bàn tay rộp mình khởi tỏa tại sao bà lục láng bố quát có nôm khí vô một đẹp vinh đại kết tha sẽ ách láng trăm từ rộp tiệt dục nụ đọt áo bà hai chìa bê bẹ cần đạo ạ triệt khả nạn đại bục bàn xâm ràn độ trời hải mái quát sạp đại đẳng khuôn đòi xa bàn lứ xâm lệnh chì cài lù cứ lù lăng trở hân tại mặt đòn còn tại bê đại quát nhẹ bàn mùi bê xâm lệnh chì cài lù có sẵn tử đại thư ở mái bàn lứ xâm lệnh mùi bê xanh tiệt vì đấu chia xâm lệnh kì dùng hai bê tiền sạp có chất bát tha chi xâm lệnh dùng mên hai vì lưu chanh một bị khẳng một trẻ năng anh mái có đào mùi mùi tự bằng hai bông uyệt mứa quạt sạp tại bàn khuyên miễn kế công bông tay ông quỳ một trẻ dùng bật mên vận tại đòi xa ngôn ngực bị quạt mứa mình đăng tha chi pro rực có sợi nụ tế còn tại hạt mứa squal tha chi rút riêng mình nụ đại công bông tay ông quỳ to lần đây ọc bà chung cùng dùng mà đại khi nhóm quạt đăng sạch tự hỏi tha quạt bà có chi tự hỏi luôn bố bê thma nâng việc khám miên nổ na một ẩn quỳ dùng bà đẹp à một đẹp kênh chẳng lời kết đội nũ mà đại khi nhóm có bà nhập đạp bục ở cao đẳng bây chốt từ mươi đại ngọt nìa kết thả bà chìa mình nụ nâng á xu nô mà rực cả chui tờ tạm là tập hiệp tại bà mình mên mà nụ tế có việc khuôn mình sợi khách này đại miên bục chì khí nìa cái bê bục nhẹ hỏi sắp mai rịp rộp rút quát có tiếng sai có bằng tòng bè đại quát tay đại đọc đại lực bà đầm nét dọc một vẹo huynh rút có cánh cầm bật kẹo mũi đa chỉ mũi mái cho từ cống dẫm đại một tè tạm bật tử bốc có ban lứ xâm lên dùng lục đài còn tại về cho đọc đầy liếm xâm lên có bạch tử hai rút riêng đại khơi nhầm quý một tè nó có bạch đột kìa đó là chẳng vụ quát có nôm kìa lan từ lực tè xâm ngầm xâm ràn bằng tỏ tiệt xâm ràn bằng toàn lộ phóng mái cót sắp tại ban lư xâm lên dùng một đòn tiệt tại lực nắng viết đôi chỉ lư chật chừng mùn hai còn lư đôi chỉ kỳ khoa chừng chàng tiệt phòng mái khi nhóm cót cào rút cơn lúc dọc xài có bè một cánh bên tốt mốt có đá tư bằng hai bằng uyệt mưa sắp tại khuyên có mọi bộ rõ mình nẹ một lần hám rồi lũi con búng tại viết lư chừng chàng đôi tọc cài anh chân phần nè cho bỏ viết bán xâm lần mưa một mái hai mưa tam tứ đáy việc đồ chỉ trắng sầm đáy một bằng uội nặng anh đại thừa ở mai rung thốt chết chỉ khắng có tới kèn đốt mùi cành lá tuần trương ông quy nhó các bài bằng uội nô
rồi gặp chị diễm sải hạt bút, bàn tay sải mình tranh sầm lên tòa đại sọ. Bên tòa một, mái còn được khơi lược đầy đại căn bên trong sài cỏ bè núp bờ nằm lắng, hái cỏ sâu thoa bàn sơn rồi hốt đào sầm lên dùng nâng sầm lên khóa chân chén núp bàn bạch tư, tự quát bia lắng từ lược kề sầm ràn bình, tuốt bấy mình lụa cỏ đồi. Lục bực lắng, bục mái còn nôm khnhiệt tới vót đầm bầy ở lục đà chạm Atika chui. Bên nâng lục ta còn miên song để cả thả, không ai nút kỳ tạm bục nhom, hỏi ở lớn ní kê còn nơi thể tạm đáy, cứ kỳ tạm mốt đầm bầy ở chui để dọc sắp một trẻ huynh, đàn sọp rồi bỏ kê nơi khnông bây gần lại gặp ô nụ anh. Kê trơn sắp đời xa bục về chật. Bà đài kỳ nhom quát nhập ao khả lăng ná, nơi bê đà lưu bạp nâng. Bên tốt mốt bốc có bà nhập nòm khả nê châu từ bà giả chìa thầm mấy tới bà trẻ nâng sắp rồi bà mệt gọt đại miến sắp hiệp hàm lần xoay. Chìm lại trong thà, bà gọt ở rô khơi sắp nơi cần lành thầy thơ lọc bàn ở rô rùi bì mùn mộc hời. Bà gọt chì miến ở vây bằng bằng ở rụp cài nụ mần ói kì rô khơi mần khàn. Chạp tàng bì bê nâng mốt, bà gọt mần đai nòm khả nê châu từ cạp chơ đòi bà chìa rừng lời cứ cắp tay chật chật vào nó anh.